với em à? Quý vị ơi, Lê Tâm đã trở lại rồi kìa. Lê Tâm cũng như quý vị khán giả ngồi bên dưới và đắm chìm trong cảm xúc. Nghe Truyền hát mà anh cũng rớm nước mắt. Em hôm nay tuyệt lắm. Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa, em có thấy thời gian đã qua đi vội vã? Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu, ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu. Sao tình yêu còn dâng trong mắt em? Cho ta nhớ một thời trai trẻ. Sao mùa thu còn vương trong mắt em? Cho ta tiếc một thời xa đến thế. Dẫu một mai tình xa trong đắng cay, sẽ còn mãi những phút giây này. Bài thánh ca cho ta, cho em và ngọn nến mong manh trong. Khi từng giọt nến lặng lẽ rơi vào đêm xa, anh có thấy thời gian đã qua đi vội vã? Khi từng giọt nến lặng lẽ rơi vào đêm sâu, ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu. Sao tình yêu còn dâng trong mắt em? Cho ta nhớ một thời trai trẻ. Sao mùa thu còn vương trong mắt em? Cho ta tiếc một thời xa đến thế. Dẫu một mai tình xa trong đắng cay, sẽ còn mãi những phút giây này. Bài thánh ca cho ta, cho em và ngọn nến mong manh trong một thời trai trẻ. Sao mùa thu còn vương trong mắt em? Cho ta tiếc một thời xa đến thế. Dẫu một mai tình xa trong đắng cay, sẽ còn mãi những phút giây này. Thánh ca cho ta, cho em.
trong